Chiều ngày 4 tháng 4, Tòa Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Các bị cáo kháng cáo gồm Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam. Hội đồng xét xử nhận định, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại của vụ án, đã bồi thường toàn bộ số tiền bù đắp về tinh thần. Do đó, đây được xem là tình tiết giảm nhẹ mới và cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo Hằng có nhiều buổi live stream, nhưng chỉ có một buổi live stream có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của 10 cá nhân. Từ đó, hội đồng xét xử sửa một phần bản án sơ thẩm, quyết định tuyên mức án 2 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Hằng, bị cáo Quân 2 năm tù, Nhi, Hà, Tân cùng mức án 1 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hội đồng xét xử cũng cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự ông Huỳnh Uy Dũng vì ông này thực hiện hành vi sau khi bà Hằng đã kết thúc buổi livestream và cũng không có tài liệu chứng cứ chứng minh. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hằng khẳng định việc đã thông qua gia đình và luật sư để thực hiện nghĩa vụ án phí và trách nhiệm dân sự sau khi có bản án sơ thẩm. Nói về lý do thực hiện hành vi phạm tội, bà Hằng cho rằng trước đó bà cũng là nạn nhân nhưng vì bị xúc phạm nên có hành động như vậy. Bà Hằng cũng cho rằng không hề bàn bạc gì trước với bị cáo Quân trước mỗi buổi livestream. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo Nhi, Tân, Hà không đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định vì chỉ có một tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, các bị cáo này lại có đến hai tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức và phạm tội nhiều lần, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo của các bị cáo.